Còn bây giờ thì hãy cùng Mỹ Nhật vào bếp để xem là kiến trúc sư đầu bếp Phan Thắng Thái Hòa đã chuẩn bị món ăn gì cho ngày hôm nay nhé. Xin chào chị. Chào em. Hôm nay mình nấu món gì đây chị? Bò bít tết hả? Hôm nay mình làm bò. Đúng rồi. Nhưng mà như em biết chị làm thì lúc nào nó cũng hơi giống như pha trộn giữa Âu và Á một chút. Dạ. Thì hôm nay như em thấy nè, thịt bò, khổ qua, gừng, có sả, cà rốt, khoai tây. Thứ nhất là cái khổ qua mình sẽ cắt mình bỏ hộp đi. Dạ. Và cái cà rốt thì mình, cái loại cà rốt này là gọi là cà rốt baby. Thì tương đối là nó baby, nó nhỏ thôi. Dạ. Thì nó rất là non, ngọt. Thì mình sẽ chỉ gọt vỏ thôi, mình giữ lại cái phần đuôi. Mình luộc cà rốt trước và sau đó mình sẽ luộc sơ cái khổ qua. Lúc mà mình luộc mình sẽ cho một chút muối nè. Dạ. Một chút muối thôi để cho cái vị nó đầm lại, một xí ngọt để giữ cho cái vị ngọt của cà rốt. Và mình cho một chút gọi là chút bơ hoặc là chút dầu ăn cũng được để trong cho nước luộc á. Trong cái nước luộc thì cái trái nó sẽ bóng hơn. À, cái này mới biết rồi nha. Thì chứ không thôi là lúc mà mình lấy ra nó sẽ nhìn cái màu nó đục đục quá. Dạ rồi em hiểu rồi. Cái này cũng hay. Rồi nước sôi lên thì mình cho cà rốt vào luộc. Như em thấy chỉ luộc nhanh thôi. Dạ. Để thứ nhất là nè, em nhìn thấy cái màu nó vẫn giữ được cái màu xanh. Đúng là nó có cái độ bóng đây. Bóng chị. Của thêm một chút dầu thôi. Thực ra nó không có vị gọi là tạo vị béo vị gì hết vô trong này, nhưng mà nó chỉ là giống như một cái lớp phủ nhẹ. Dạ. Khi mà làm thịt bò mình không có nên nêm trước. Giả sử mình làm xác thì mình không nêm trước. Dạ. Tại vì lúc mà mình nêm á, với cái muối á, thì cái thịt nó sẽ bị rút cái nước và cái chất ngọt ra ngoài. Cái loại steak mà kiểu dạng nướng mà gọi là mình gọi là Việt Nam gọi là nướng mỏi hay là gì đó, thì là mình sẽ không có nêm gì trước đó hết. Dạ. Thì khi mà chảo nóng á, thì mình mới bỏ miếng thịt vào ha. Nguyên một miếng thịt vậy luôn, không cắt hả chị? Không. Dạ. Chị thích thì steak càng dày càng ngon. Và thật ra cái dày nó là một cái mà gọi là cái làm khó của người đầu bếp, là sao mà nó vừa chín ở bên trong không cháy ở bên không. Ngoài vừa đó nó không được khô mà không được quá sống thì cũng không được, mà chín quá thì cũng không được. Thì lưu ý là mình cứ để lửa nóng để mình lấy được cái mặt vàng, lấy cái được đường gân của nó. Nghĩa là để lửa nóng từ cái giai đoạn làm chảo nóng cho đến giai đoạn bỏ thịt bò lên luôn. Đúng, là vẫn nóng. Tại vì cái bò nó chín rất là nhanh, cho nên mình cần là cái mặt ngoài là nó phải chín để nó giữ lại, nó săn lại cái thịt, nó giữ lại cái độ ẩm ở phía trong. Đúng rồi. Nè, Nhật đi hay đi ăn bò ở những cái quán mà chuyên bán thịt bò thì người ta làm rất là hay. Giống như chị vừa nói á, bên ngoài nó vừa vàng với nó vừa xém một tí xíu, và bên trong cắt ra thì cái thịt nó cũng vừa tái. Tái thôi. Rất là ngon. Tái thôi. Thì trong thời gian mình đợi làm thịt bò, mình sẽ nấu cái phần sauce. Dạ. Thì cái phần sauce chị làm là nó sẽ có cái nước tương này ha. Khi comment cái loại nước tương ngọt á. Dạ. Rồi, sau đó mình sẽ cho mật ong. Mật ong. Để cho cái vị của nước tương nó đầm xuống lại. Dạ. Thay vì mình nêm bằng đường đó em, thì mình ấy bằng mật ong. Sau đó thì cho thêm sả. Á vô một chút. Rồi, chị nhờ em cắt giùm chị vài lát gừng. Xong lát nữa chị cũng sẽ bỏ vào trong đó luôn. Mỏng ha. Cắt mỏng thôi. Xem và biết chị Hòa qua chương trình MasterChef, rồi đọc cái cuốn sách Ngẫu hứng vào bếp của chị, thì Nhật cảm nhận rất là rõ cái niềm đam mê nấu nướng của chị. Nhưng mà vẫn chưa có biết được cái niềm đam mê này nó xuất phát từ đâu nữa. Chắc nó xuất phát từ bao tử. Ủa vậy hả? Thì cái này chị để cho nó sôi nhẹ. Dạ. Đó, như em thấy đó, cái thịt nó vàng và nó cháy. Như vậy là đúng. Tại vì á, nó cháy như này, lúc em ăn á, nó hơi giòn giòn ở ngoài một chút. Dạ. Xong rồi ở phần bên trong á, nó lại chắc lại cái phần thịt như em nói là nó hơi hồng á. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ làm cho hai mặt. Hai mặt nó đều như vậy hết. Dạ. Và lúc mà giả sử như những người ta thích ăn gọi là medium, chín tái vừa đó. Dạ. Thì lúc mà mình làm nóng vậy khoảng cỡ một phút. Thì sau đó mình sẽ chùm lại bằng cái giấy bạc để cho nó chín vừa đủ. Bây giờ Nhật hiểu rồi. Thì bây giờ mình mới hạ lửa xuống. Có thay vì mình lấy cái nắp cũng được, nhưng mà với cái giấy này thì là nó gọi là nó phản chiếu lại cái độ nhiệt á vô cái miếng thịt. Thì thay vì giả sử mình bỏ vô lò nướng đúng không, nhưng mà nhiều khi mình làm có một hai cái mình bỏ vô lò nướng thì nó cũng tốn điện rồi. Tức là không phải nhà ai cũng có lò đúng nướng. Rồi thì là mình sẽ làm bằng cái này, mình bọc nó lại. Chị chỉ bọc đơn giản vậy thôi.
nó phản nhiệt lại hả chị? Đúng rồi, nó phản lại nhiệt. Cái này thì là mình cần lại khoảng trong khoảng cỡ 2 phút để cho nó bắt đầu đều ra. Rồi sau đó, rồi bây giờ chị nhờ em tiếp là em thái cái hành lá này nè. Nhuyễn thiệt là nhuyễn giùm chị. Nhuyễn thiệt là nhuyễn. Đúng rồi. Chị sẽ cắt luôn thêm một chút khoai tây. Thật ra những cái gia vị chính của nước ngoài đi thì nó là gọi là nước muối không, với lại cái gọi là nước dùng. Cái nước dùng của họ giống như là nhiều loại, như là nước dùng là nước dùng cá bằng nước dùng bằng xương thịt, hoặc là nước dùng bằng hải sản, gà hải sản này nọ. Dạ. Thì họ sử dụng đa số là như vậy. Còn cái gia vị thì đa số là muối nè, và tiêu, rồi và đường một chút thôi. Và ngoài ra họ có những cái gọi là những cái lá thơm á. Giống như ở Việt Nam mình thì gọi là rau thơm này nọ. Thì ở bên đó là lá thơm. Là chị sẽ, thứ nhất là chị nướng thêm khoai tây. Khoai tây mình chỉ cần cắt lát mỏng thôi ha. Rồi, thì cái này chị sẽ rắc lên chút muối cho cái khoai tây nó có vị một chút ha. Cái bò bây giờ mình lấy ra, mình mới rắc một chút xíu thôi. Chút xíu bây giờ thôi, bây giờ mới rắc lên. Này như em thấy nè, là em thấy cái nước á, nó bắt đầu nó gọi là nó mới tiết ra, và nó nó làm cái miếng thịt mình nó ổn định. Nó gọi là ổn định thịt á. Cái phần sauce đây nó bắt đầu sệt lại. Nhìn ngon quá ha. Thì bây giờ chị cho cái phần cà rốt với lại khổ qua hồi nãy mình đã luộc sơ đó. Thì bây giờ mình nêm thêm chút xíu muối thôi. Lát nữa mình cho thêm một chút tiêu vào. Thì mình sẽ nướng cái này cho nó cháy sơ bén cạnh một chút. Khoai tây tại vì mình làm trước là tại vì hồi nãy mình chưa làm nó chín. Thì mình phải nướng. Như em thấy mình nướng như vậy nè, nó có những cái rãnh vàng á. Ok, vậy là xong. Dẫn giống như trong nhà hàng rồi đó. Thì sau cùng bây giờ chị mới rắc một xí tiêu lên cho nó có mùi. Rồi xong. Hấp dẫn quá, thơm quá. Em coi coi cái thịt là theo chị là vừa đó. Nhật cũng thấy rất là vừa chuẩn luôn. Cái độ chín của nó từ bên ngoài vào chắc khoảng chừng 2 mm, cái phần còn lại là phần tái. Đúng. Rất đẹp, rất chuẩn. Bây giờ Nhật rất là muốn thử xem là cái sự kết hợp này như thế nào, như ban đầu chị em mình nói đó. Nhận xét một cách thật lòng, với một người mà cũng ăn thịt bò rất là nhiều, thì Nhật thấy đây là một cái món mà đúng với cái tiêu chuẩn của một cái món bò ngon luôn. Wow. Dạ, tại vì cái cách mà chị Hòa làm cái bò này á, không phải là nướng, nhưng mà chị lại làm như là một cái hương vị nướng thực sự vậy đó. Nó rất là ngon và bò nó chín vừa phải, cho nên là nó không có bị khô trong miệng, mà nó cũng không có bị quá dai. Mềm vừa phải, tươi vừa phải, ngọt vừa phải, rất là ngon. Và khi kết hợp với khổ qua, đúng như chị nói là cái vị đắng đắng của khổ qua nó làm cho cái độ đạm ở trong thịt bò nó giảm xuống, và hai cái này nó kết hợp với nhau rất là ngon. Còn một chút ngọt của cà rốt rồi khoai tây thì Nhật chưa có ăn thử. Nhưng mà Nhật thấy là nó rất là, những cái nguyên liệu này nó rất là hợp với cái món bò này, mà trang trí cũng vô cùng đẹp mắt nữa. Nhật chúc cho quý vị thành công với món này cùng với những người thân yêu của mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn chị Hòa đã mang đến một món ăn rất là lạ và ngon thế này. Cảm ơn em.